Rồi, chào bà con mình nha. Bữa nay thì có dịp quay lại vườn của chủ anh Nhàn ở vị trí Cái Bè Tiền Giang ha. Thì cũng như mọi khi thôi, mình đi bờ bên này. Mình chỉ đi một bờ thôi, tại đây tổng là 5 bờ, đi bờ này thôi. Thì mình nắm hết tình hình cả vườn. Thì nay trái nó cũng được như thế này cũng được sáu mấy ngày rồi. Cây đầu tiên ha. Trái được sáu mấy ngày rồi. Tuy nhiên là cũng như mình nói rất nhiều clip về cái vườn của anh Nhàn nha, là ban đầu là anh làm việc về làm bông á, là anh làm với người khác thì xịt bắt lo phủ đồng, mà xịt bắt lo đồng tháp mà 2 kg cộng với 1 kg một chai bắt lo hợp chí vô một phi, xịt trong ngoài phủ đầu ra bông tá lả hết trơn, cây trái lá tựa lưa luôn nè, mọi người thấy nè, lá nó rất là thưa, cây này còn đỡ nha, mấy cây trong là lá nó rụng rất là nhiều. Thì lúc mình ghé thì lúc đó bông nó cũng khoảng được 20 ngày rồi, thì mình cho xịt chặn trái lá thì ngay bộ lá nó cũng còn dưỡng gì, nhưng cái đọt nó sinh lý nó buộc nó phải ra đọt để nó mới phát tồn tại và phát triển được. Thì mình cho anh xịt chặn đọt từ hồi bông tới bây giờ, mà bây giờ là khi mà trái nó như cây đó sổ nhị trước khoảng 7 tới 10 ngày thì nó sẽ trái nó 60 ngày. Cây này thì trái khoảng 50 năm mấy ngày. Thì bây giờ đọt nó nhóm rồi. Và trái cũng đã lớn rồi thì bây giờ sao? Dìu đọt hay là đốt đọt? Thì thật sự là bây giờ trái nó cũng ký mấy hết rồi. Có trái 2 kg ha. Ở trên đọt là có trái là 2 kg. Thì mình quyết định là dìu đọt, cây nào đi đọt mạnh quá thì đốt đọt. Dìu đọt bằng gì? Đây mình cho dìu đọt bằng thuốc bệnh, lân và cả ly. Thì xịt như vậy thì cái lá nó sẽ xịt như vậy thì cái lá nó sẽ túm lại, nó không có nở ra. Và nó vừa mới mở lá thôi thì lá nó xanh rồi. Chứng tỏ là nó đã quang hợp và tổng hợp carbohydrate để nó tự nuôi lại. Những cái cây nào mà trái nhiều, bộ lá đầy đủ ha, như cây này thì đọt hầu như là nó không ra. Do giai đoạn này á, là cái trái nó rút dinh dưỡng rất là nhiều thì đọt hầu như là nó không có ra nhiều, không có ra mạnh ha. Thì đó, những cây này thì mình phải, mình chỉ cần ém đọt sơ sơ thôi bằng vi lượng ha, lân và kali cộng thêm thuốc bệnh. Thuốc bệnh ở đây thì mình ưu tiên xài những cái hàng hiệu như là anh Vin hoặc là anh Cha Con, mình không có xài lăng mang những thứ khác ha. Với giả lại những cái đó mình kêu anh mua tại chỗ nó dễ, mình đem qua thì sợ sợ không kịp. Chặn đọt nó quan trọng lắm nè, mọi người thấy nè, lá nó mới vừa nở ra nó đã xanh này đó. Thì vậy nó ít rút dinh dưỡng. Những cái này nè, lật bỏ nha, đi gạo gạo thấy lật bỏ nha. Những cái lá vừa mới nở ra là nó đã xanh và tự quang hợp, nó nuôi nó được rồi, nó không có rút dinh dưỡng ở trong của trái. Tuy nhiên là giai đoạn này đọt đi mạnh như thế này nè thì trái nó sẽ không có lớn nhiều. Mình nhắc lại là nó không lớn nhiều. Với giả lại là thằng Thái thì từ khoảng 60 ngày nó mới bắt đầu lớn nha, chứ nó không phải như ghi thì nó lớn rất là nhanh, nhưng mà tới 70 ngày là đứng kịch à, nó không có lớn nữa, mà nó tập trung nó phát triển cái múi bên trong ha. Còn Thái thì tới giai đoạn 60 ngày mới bắt đầu là giai đoạn lớn của nó, tại cái quá trình sinh trưởng nó dài hơn thằng Ri rất là nhiều. Những cây kế bên này, cây Ri nè, chậm hơn cây, những cây Thái này 1 tháng nhưng mà trái nó dường như là nó bằng, nó bự hơn rồi. Đây, trái 5 mấy ngày đi đọt, quyết định là dìu nha, dìu đọt bằng như những cái mình nói đó. Vậy thì nó sẽ, tại vì cây này bộ lá nó, cái vườn này bộ lá nó yếu quá, nếu mà mình đốt đọt nữa thì thu trái xong cây còn gì nữa đâu. Cho nên là thôi cho anh dìu đọt mạo hiểm xíu, trái chậm lớn xíu, có thể giật học, có thể gớt một số trái nhỏ, trái méo, nhưng mà vì đại cục ha,
Tại lỡ rồi. Ban đầu là quýnh mắt lo phủ đầu rồi, cho nên là cháy lá rụng lá quá. Ai làm sầu riêng mà miền Tây mà nhìn trái nhà này cũng biết là từ khúc sổ nhị, trái cỡ này nha, thời điểm này nha, nước còn đang lên nha. Bữa nay là 28, 29 tây gì đó, tháng 10 2022 ha. Nhìn là biết ai mà trái cỡ này á là sổ nhị xong và tới giai đoạn này luôn là gặp mưa suốt, chỉ nói là liên khúc chiều mưa thôi. Xịt cũng rất là vất vả nha, nó mới được như vậy. Cứ 7 ngày xịt lần trong trái, trong đọt, ngoài đọt thì 7 ngày chặn đọt một lần. Như cây này là bộ lá tơi tả luôn rồi. Thì sinh lý buộc nó phải đi đọt thôi, sinh tồn mà. Nhưng mà trái trong còn vẫn còn rất được à. Cái này mình cũng nói ảnh là thôi, đáng lẽ là anh đi giai đoạn đầu nuôi trái, giai đoạn đầu là anh đi 3 số. Tuy nhiên á, đọt đi cũng khá mạnh. Anh chuyển qua anh xài cái Cali cao đi, để nó kèm đọt tiếp. Như 15 năm 20 ha. 12 11 18 kiểu gì đó. Kèm đọt tiếp. Tuy mình không có qua nhưng mà mình vẫn điện thoại ảnh. Vài ba bữa điện thoại ảnh lần để mình hỗ trợ. Mọi người thấy da xanh ha. Không có dấu hiệu nào của gọi là điểm sáp. Tuy nhiên á là nếu mà có cái này phân vẫn phải ngừa nha. Nếu mà về nghiệp sáp mình có thể xài này, cây này do trái nhiều quá nó rút đọt đi không nổi. Rất tốt. Bộ lá rất đẹp ha. Có cây trái lá hết, cây bộ lá cũng rất đẹp. Đây. Thì giai đoạn này mà để xịt trong trái thì mình chỉ có xịt cái gì, cái canxi bo và có axit amin thì cộng vào rồi cộng sâu rầy. Tuy nhiên giai đoạn này vẫn có rất có thể là bị rịp sáp ha. Rịp sáp đây mình cho xài hàng regen cộng với Movento của AG ha. Cái đó thì nó mát, nó không làm trái nóng hoặc như đỏ gai. Tới thời điểm này thì mình vẫn tin dùng hai cái sản phẩm đó thôi. À, đọt ngoài đi gì nè. À, giờ lá lú tôi không còn, giờ tôi phải đi để tôi tồn tại thôi chứ sao giờ. Thì vẫn cho đi, nhưng mà đi vừa thôi, đi chậm thôi. Đừng có nở lá bự quá. Lá nhỏ thôi, xài dinh dưỡng ít thôi. Và dinh dưỡng là tôi đưa vô tới lá luôn, anh đừng rút ở trong trái. Thì như vậy thì trái vẫn chậm, hơi chậm lớn nha. Thú thật là trái hơi chậm đó. Nhưng được cái mình có thêm bộ lá để mình nuôi cây. Cây quá trời tư tải. Thì mới vừa mở là xanh luôn nè. Mấy cây này nhỏ thôi, cây này chỉ là năm đầu thôi, năm thứ tư thôi mà anh chăm sóc anh cũng không biết chăm nữa, thành ra cây nó suy nè. Phủ lá quýnh bắt lo ngoài phủ đầu à. Mình là không có, mình là phản đối chuyện mà quýnh bắt lo phủ đầu ngoài nha, vậy rất là tổn cây luôn á. Trái lá rụng lá ha, cây bị ngộ độc ha. Mình chỉ nên lên bắt lo ở trong thôi, ở cái liều khoảng chừng 200 tới 300 ppm là đã đủ để ra hoa. Và bắt lo là cái chất mà được cho phép sử dụng, không vấn đề gì hết. Mình xài đúng liều nó
nó không bị cái lưu tồn các thứ. À, cây này nhiều trái ha, thì trái nó không được to những cây kia, tuy nhiên là nó không đi đọt, nó cũng hết dinh dưỡng, đọt đi chậm ghê ha. Mình vẫn nhưng vẫn phải dịch xịt ém đọt nha, để cho an toàn thôi chứ không gì. Tầm khoảng bảy mấy ngày đi rồi thì lúc đó an toàn hơn. À, đây mình phát hiện là có dấu vết của kiểm sáp nha. Cái này là mình phải cho anh xịt ngay cái thuốc kiểm sáp, tất nhiên cộng thêm cái lon chải nữa, để nó, thuốc này sẽ lon chải tới những nơi mà mình không phun xịt tới được. Này. Nay giọng mình nó cũng hơi không được tốt nha, tại vì mấy nay ho với bệnh quá, mọi người thông cảm. Tất nhiên rồi, cái cây này nó không được như những cây kia nè. Nói chung là đi hàng này 40 cây, khoảng 40 nha, 5 hàng 200 cây thì cũng có cây này cây kia ha, cũng nhưng mà đa số là rất đạt nha. Đi đọt nè, mọi người thấy nè, mình cho nhiều đọt ha. Đa số là rất đạt. Thì làm kỹ thuật đâu có mong gì hơn là khách hàng của mình, nông dân mình trúng mùa đâu. Là mình quá mừng rồi. Trái lớn rút đọt không đi nè, có rất có lợi ha. Tại vì trước khi làm trái là bộ lá phải đạt nha. Nói gì nói bộ lá phải đạt. À. Còn làm cây si quá, bộ lá rất mệt mỏi giai đoạn về sau nha. Bông thì có đó. Mà giữ trái cũng đuối nữa. Đây ghi nhận đọt ra mạnh, ẻm đọt. Trong trái cũng có điệp sáp sơ sơ. Rồi, cộng thuốc điệp sáp, cộng bo canxi, amino để nuôi trái. Ở dưới mình gãy thằng kali cao để mà hãm cái đọt lại. Cái này ít trái ha. Cái này cũng ít trái luôn. Đi đọt quá trời. Những cây này là bông nó thất nên là trái nó cũng ít. Rồi, chắc mình đi tới cây này thôi. Vì lý do sức khỏe mình không đi hết vườn được ha. Clip cũng đã dài rồi. Chung cũng đạt cũng được ha. Rồi, đoạn chế đoạn này vẫn dìu được, tóm lại là vậy. Rồi, cảm ơn bà con nha. Ấy dạ. Đi đụng đầu trái sầu riêng. Rồi, cảm ơn bà con mình nha.